Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn đi theo tham quan cái điểm thả diều ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì hiện tại mình đang đứng ở quận 2 á các bạn, bên ngầm Thủ Thiêm á các bạn, qua bên sông á. Thì giáp cái đoạn gần tới đường Lương Đình Của nha các bạn. Thì điểm này thì hiện tại các bạn đang thả diều cũng đông các bạn. Giờ thì cũng gần tối rồi, còn vài phút nữa là 6 giờ, gần 6 giờ đó các bạn. Mà mình thấy còn rất đông người đang thả diều, để mình quay cho các bạn xem nha. Cái khúc đó vào trong nữa nha các bạn, ở này mình đang đứng ở ngoài, thì vào trong thì bên đó rất là trống, không có dây điện gì hết nha. Đó. Hiện tại giờ thì nhiều mọi người đã thâu lại gần lại rồi, sắp chắc sắp nghỉ rồi á. Hôm nay mình đi hơi trễ quá, mọi người đã sâu sắp thâu xuống hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi dài dài vào trong coi cho nó gần nha các bạn. Quay lại thời tuổi thơ thôi, chứ bữa nay mình cũng không có đi thả, đi xem rồi. Thank you.
rồi, hiện tại chị hiện tại là chắc này là 6:30 rồi các bạn, còn 1-2 con hả? Rồi 1-2-3-4 con, 5 con, 6 con, 7 con. Ô bên kia 3 con nữa, 4 con nữa, 11 con, 12 con.